Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần vào ngày thứ sáu trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng có sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như thường lệ thôi, đối với kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, mỗi tuần ở chúng ta sẽ có một bản tin phân tích tuần gồm view lại bộ ba tham số chung của thị trường và sau đó chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản. còn đối với kênh Hùng Lê Chứng Khoán thì như các anh chị cũng biết rồi, hàng ngày Hùng sẽ có một bản tin để chúng ta tiếp tục phân tích bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn 30 và chỉ số phái sinh bởi vì trong bản tin tuần thì chúng ta sẽ view một góc nhìn uh, tương đối là dài và trong tuần uh, thị trường của chúng ta sẽ có những cái sự biến chuyển chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm uh, các cái bản tin phân tích tuần uh, bản tin phân tích này và trên kênh chứng khoán uh, trên kênh hùng lê chứng khoán thì hùng sẽ phân tích thêm một số các mã cổ phiếu riêng lệ uh, nó có uh, dòng tiền tốt có tín hiệu tích cực và À, có xu hướng tốt thì hùng sẽ uh, phân tích lên để cho các anh chị em nhà đầu tư uh, có thêm những cái góc nhìn những cái cập nhật và như thường lệ thì bản tin tuần của chúng ta cũng sẽ có các cái nội dung chính như sau phần thứ nhất thì view lại bộ ba tham số chung của thị trường phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và danh mục đó thì các anh chị cũng đã quen thuộc rồi hùng sẽ lần lượt chúng ta đi phân tích từ mã cổ phiếu trụ bất động sản khu công nghiệp thép vật liệu đầu tư công rồi uh, nhóm ngành đầu tư công rồi nhóm ngành bất động sản dân cư rồi nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì có thể bổ sung thêm một số các cái nhóm ngành khác nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ bám sát cái sườn như thế này và các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung ở phân tích trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê chính vậy nên anh chị em nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng chúng ta tham khảo thêm ở nhiều các cái nguồn thông tin để chúng ta có được ở một cái quá trình mà chúng ta đầu tư ở tốt nhất và tối ưu nhất thì trước hết thì ông sẽ Uh, lưu ý lại cho các anh chị em một số các cái nội dung khá là quan trọng ở trong uh, tuần vừa qua thì sau khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày 20 và bước vào phiên giao dịch của ngày 21 tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư đây các anh chị thì uh, tại thời điểm đó hai uh, ngày đây 20 giờ ở ngày 20 tháng 2 thì thông thường là cứ hết một cái phiên giao dịch thì Hùng sẽ uh, tổng hợp lại, Hùng đánh giá cái xu hướng của chỉ số VN Index ngày, ở uh, đánh giá về xu hướng dòng tiền và uh, view lại bộ 3 tham số chung thị trường ở trên trạng cái tuần giờ. Đây là một công việc thường nhật hàng ngày. Thì cách đây rất uh, là chính xác là chuẩn bị để vào phiên giao dịch của ngày thứ tư. Đó thì Hùng đã có những cái phân tích uh, tương đối quan trọng và có một cái nội dung Hùng uh, đã lưu tâm đến các chị là ngắn hạn thì thị trường của chúng ta khả năng sẽ có một cái phiên mà uh, vôn sẽ đạt khoảng tầm từ 1,3 tỷ đến khoảng 1,35 tỷ cổ phiếu trên một phiên ở trên sàn hốt. Và khi nào mà uh, xuất hiện một cái phiên như thế này thì các anh chị em của, của chúng ta cũng lưu ý là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là dòng tiền chờ bán bắt đầu có xu hướng gia tăng ở trong phiên ngày hôm nay, chính là phiên ngày 20, trong khi đó dòng tiền mua và mua chủ động đang giảm. Điều này cho thấy đại đa số tâm lý nhà đầu tư đang trầu uh, trực, canh chốt, mà chưa sẵn sàng mua thêm ở mặt bằng giá hiện tại. Và với cái tín hiệu này thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích thêm. Tức là tại phiên giao dịch của ngày 20 thì dòng tiền chờ bán bắt đầu gia tăng. Và khi dòng tiền chờ bán bắt đầu gia tăng thì cái khả năng mà thị trường sẽ có trước mắt sẽ có những cái phiên phân phối chỉnh ở trước mắt sẽ là sẽ là là là, là rất là cao. Và với đà hiện tại thì Hùng vẫn tiếp tục đánh giá cái biên hỗ trợ cái thuật của chỉ số VN Index ở quanh vùng 120 cộng trừ 2 điểm thì cái nội dung đó thì cũng đã có phân tích liên tục hàng ngày rồi là cái ý thứ nhất và cách đây ba ngày tức là sau khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ năm thì ông lại tiếp tục đánh giá lại tiếp tục đánh giá và uh, chúng ta uh, chúng ta đã, đã đã phân tích cái câu chuyện là tại cái mốc cản tâm lý ở vùng 1230 điểm, một hai trăm ba mươi điểm cản tâm lý rất là khó nha uh, và chúng ta đã thấy được ở trong các cái ba phiên một đến ba phiên vừa qua và đồng thời thì chúng ta cũng phân tích hai cái kịch bản uh, tích cực và tiêu cực kịch bản một tích cực có nghĩa là nó phải index của chúng ta test thành công ở vùng 1218 và sau đó thì nó tiếp tục rút sân lên và đóng cửa trên vùng 1230 1235 cộng thì như vậy khả năng đi tiếp lên vùng 1240 điểm là cao. À, còn trong trường hợp kịch bản hai tiêu cực tức là chỉ số VN Index của chúng thủng trăm à, vùng 1218 điểm và à, khối lượng khớp lệnh từ 1,3 tỷ đến 1 1,35 tỷ trên một phiên ở trên sàn hốt và chỉ số và với cái kịch bản này xảy ra thì như vậy là index khả năng là sẽ lùi về khoảng quanh vùng 1190 đến vùng 1200 điểm để tiếp tục kiểm tra lại tích lũy. Đó. Và sau đó thì hùng có nêu ra một cái chiến lược. Đó, chiến lược trong thời điểm hiện tại thì ông cũng nói khá nhiều ý. tuy nhiên là ông có nhấn mạnh với các anh chị ở đây một cái ý đó là gì? Ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta chỉ có phòng và không chống Do đó cách tốt nhất để phòng là chúng ta hành động sớm chứ đừng có để đến lúc thị trường đổ sập lúc đó mới hành động và đa phần nhà đầu tư bị kẹp lại hàng đó là không chịu hành động sớm Ok và ba uh, cái việc mà chúng ta nên làm ở trong cái thời điểm hiện tại đó là một thứ nhất chỉ nên lướt uh, trên cái danh mục mình đang có và uh, cái thị trọng lướt thì khoảng tầm từ 30% cái số mà chúng ta đang nắm và trong trường hợp nếu chúng ta có cái điểm lướt đó đúng uh, thì chúng ta thấy cộng chúng ta bán ra cái điểm thứ hai, cái việc thứ hai mà các anh chị nên làm đó là chúng ta nên hạ tỷ trọng din xuống và chốt lãi một phần, nâng tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu để đảm bảo sẵn sàng hành động. Trong trường hợp nếu thị trường vẫn ở kịch bản 1 thì chúng ta ung dung, tự tại đúng không ạ? Và nếu diễn ra kịch bản 2 thì như vậy là chúng ta phải nhanh chân lẹ mắt lên các anh chị. Đó là việc thứ hai mà các anh chị nên làm. Cái việc thứ ba mà các anh chị nên làm tiếp đó là gì? Chờ đợi ủng lê phân tích một cái chân sóng tiếp theo. Và tại thời điểm đó thì chúng ta quất mạnh, quất tới bến luôn. À, còn giai đoạn hiện tại thì nhà đầu tư nên đi nhẹ nói khẽ cười duyên đó là những cái nội dung rất là quan trọng ở trong tuần vừa qua đó để hướng đến cộng đồng nhà đầu tư cùng có chia sẻ một số các cái nội dung này trên các cái team cộng đồng thì các anh chị có thể xem lại và và đến phiên giao dịch ngày hôm nay đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì khối lượng khớp lệnh ở trên sàn hốt đạt 1,32 tỷ ở 1,327 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn hốt tức là nó đã vượt cái mốc ở như ông đã có dự báo đó là 1,3 tỷ đến 1,35 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn hốt đồng thời chỉ số VN Index của chúng ta bị mất ở vùng 1218 và đóng cửa ở vùng 1212 thì ở đó sẽ là những cái dấu hiệu mà chúng ta dự báo thị trường sẽ có khả năng phân phối Ok các anh chị và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất của bản tin tuần Uh, nội dung chính của bản tin tuần đó là chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của chỉ số uh, của thị trường ở trong tuần vừa qua thì đối với chỉ số VN Index tuần uh, chúng ta bắt đầu vào phiên giao dịch từ ngày 19 và kết thúc ở phiên giao dịch ngày 22 thì về cơ bản từ phiên ngày 19 đến phiên giao dịch của ngày 23 ở uh, à, ngày 22 thì như vậy uh, chỉ số VN Index của chúng ta liên tục có những cái điểm test ở biên hỗ trợ dưới ở vùng 1220 cộng trừ hai điểm và biên cản trên ở uh, chúng ta hoàn thành vùng target mục tiêu thứ ba đó là TG3 và Uh, có thời điểm thì như vậy là uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số vn index của chúng ta hoàn thành vùng giá mục tiêu tiếp theo ở vùng 1240 điểm sau đó thì uh, chỉ số vn index của chúng ta có lực chốt tương đối mạnh và cái công lớn để đưa uh, cái chỉ số vn index của chúng ta tiệm cận về vùng 1240 điểm trong phiên hôm nay chủ yếu nhờ nhóm banh và khi nhóm banh bị chốt mạnh ở cuối phiên các anh chị cuối phiên thì như vậy là cả thị trường của chúng ta bắt đầu có một cây nến giờ hai cây nến giờ phải nói là hai cây nến giờ kết thúc của phiên ngày hôm nay như vậy là index của chúng ta chính thức bị mất ở vùng 1218 với lực cầu trên 1,3 tỷ cổ phiếu một phiên ở khớp lệnh trên hàn hốt thì đây là một cái tín hiệu khả năng thị trường sẽ bước vào một cái nhịp phân phối và với tín hiệu tại như vậy thì khả năng index ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai sẽ quay trở về vùng 1210, có thể có một cái lực hồi ngắn các chị, có một, một lực hồi ngắn ở đây. trước khi mà chỉ số VN Index của chúng ta quay trở về theo quan điểm ngắn hạn của cá nhân đồng lê thì sẽ ở khoảng quanh vùng 1090, 1095 đến vùng 1200 điểm ở đây. Đây sẽ là biên mà chỉ số VN Index của chúng ta sẽ quay trở về kiểm tra test cung chỉnh nền Trong trường hợp nếu index của chúng ta tích lũy được ở trên vùng 1190 thì đó là một cái điều tốt các anh chị đó một điều tốt còn trong trường hợp nếu index của chúng ta bị mất ở vùng một chín mươi thì chúng ta phải tính toán cái điểm hỗ trợ tiếp theo của chỉ số này ở khoảng quanh vùng một bảy đến vùng một một tám mươi ở bây giờ chúng ta cùng view chỉ số VN30 ở trên trạc kỹ thuật giờ từ phiên giao dịch ngày 19 cho đến phiên giao dịch ngày 23. Thì à, khi mà kết thúc bản tin tuần, Hùng đã có dự báo về mặt xu hướng kỹ thuật của chỉ số VN30. Đó là gì? Chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1215 điểm hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất ở vùng 1215 còn điểm hỗ trợ sâu hơn đó chính là chúng ta lấy ở vùng 1200 đến vùng 1205 điểm đó sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần thì về cơ bản trong tuần tại phiên giao dịch của ngày 19 thì chỉ số VN30 của chúng ta vượt thoát lên trên cái vùng 1230 điểm và chúng ta có phân tích các cái target kỹ thuật ở vùng 1240 cho đến vùng 1250 và maximum có thể dự báo lên vùng quanh vùng 1260 thì chúng ta thấy rằng là từ phiên giao dịch ngày 19 cho đến phiên giao dịch ngày 22 chỉ số vn30 chúng ta test rất tích cực và gần như cơ bản cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần mà chúng ta phân tích các cái bản tin hàng ngày ở vùng 1235 đến vùng 1230 khá là tích cực và cũng chính thức hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 1250 và cá biệt ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số vn30 có thời điểm đạt maximum lên vùng 1256 điểm các anh chị như vậy là xét uh, về mặt uh, target kỹ thuật tuần đúng không ạ thì cũng có dự báo là uh, maximum có thể dự lên ở khoảng quanh vùng 1250 đến khoảng quanh vùng 1260 và như vậy thì uh, chỉ số uh, vn30 cũng chính thức đạt được một cái target tuần trước khi mà có một cái lực bán tương đối mạnh ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là chỉ số vn30 chính thức bị mất ở vùng 1230 với một lực bán ở trên cây đến giờ Ờ, tương đối là rát và với động tác hiện tại như thế này thì khả năng là chỉ số VN30 sẽ quay trở lại à, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần mùng đã có phân tích ở trong bản tin tuần đó là vùng 1216 đến khoảng quanh vùng 1220 và sau sau khi mà chạm về đây thì khả năng nó sẽ có một cái lực hồi và lực hồi đó thì nó lại đẩy quay trở lại à, xu hướng à, chỉ số VN30 sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 1230 đến khoảng vùng 1235 và khi về đến vùng này thì khả năng thị trường bắt đầu nó sẽ có một nhịp rung lắc tiếp theo và dự kiến mà biên ở chỉ số VN VN30 sẽ quay trở về ở trong tuần tới đó là vùng 1200 đến vùng 1205 để kiểm tra test cung tích lũy trình nền ở đây. Ở trong trường hợp tích cực, tức là VN30 về đến đây và có một lực bật lên, đó là trường hợp tích cực, còn tiêu cực có nghĩa là chỉ số VN30 bị mất ở vùng 1200 điểm. Bây giờ chúng ta cùng view chỉ số VN30 F1M bắt đầu tuần giao dịch từ phiên giao dịch ngày 19 cho đến ngày 23 thì nhung đã có phân tích ở đây dự báo về biên hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất đó là chỉ số vn30f1m sẽ có biên 1225 đến vùng 1230 điểm sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 1230 thì về cơ bản là từ phiên giao dịch 19 cho đến và thậm chí là đến phiên ngày hôm nay thì chỉ số vn30 của chúng ta đã có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1225 đến vùng 1230 thành công đồng thời ở trong cái quá trình mà chúng ta phân tích hàng ngày thì Hùng cũng đã đưa cho các anh chị người ta gác kỹ thuật tuần của chỉ số vn30 ở vùng 1240, 1250 và cá biệt chúng ta có dự báo xu hướng có thể tiến về vùng 1255 đến khoảng vùng 1265. Các chị ở trên 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 bản tin tuần. Thì như vậy là trong uh, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là cái target kỹ thuật ở 1240 thì đương nhiên rồi này. Target 1245 thì đương nhiên và target 1250 thì cũng là đương nhiên rồi và cá biệt trong phiên ngày hôm nay thì suýt soát một tí nữa thì nó cán lên được cái target 1255 trước khi mà nó có một cái lực sọc uh, tương đối rát ở đây. Và với động thái hiện tại thì chỉ số phái sinh của chúng ta kết thúc tuần vẫn nằm được ở trên vùng 125, 1230. Thì như vậy là tạm thời chúng ta dự báo đây là một cái điểm một cái điểm báo khá là tích cực Thế thì uh, trong trường hợp um, uh, trong trường hợp của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới thì có khả năng là gì có thể có những cái điểm nhún về quanh vùng 120 và kỳ vọng thì phái sinh sẽ có những điểm rút chân lại ở khoảng quanh vùng 1235 và sau đó thì uh, chỉ số này dự báo sẽ chỉnh về vùng 1215 và điểm sâu hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy biên ở vùng 1200 đến vùng 1205 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp nếu như chỉ số phái sinh của chúng ta bị mất uh, lực đỡ ở vùng 1215. Đó, rồi ok anh chị. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang à chạc kỹ thuật ngày một tí để chúng ta nắm được một số các cái nội dung thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Thứ nhất là target 3 của thị trường à, kể từ chân sóng ngày 1 tháng 1. 11 năm 2023 thì đến thời điểm hiện tại là index đã tăng khoảng đâu đó hơn 200 điểm, 210 điểm gì đó. Thì như vậy là và cũng đã đạt được đến cái target 3 ở vùng 1225, 1230 và ở phiên ngày hôm nay thì đã cán lên được đến vùng 1240 trước khi mà có một cái lực phân phối tương đối mạnh. Phiên bán ngày hôm nay là phiên gần đạt 1,35 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh ở trên hẳn hốt là một phiên bán rất mạnh và chỉ số VN index của chúng ta bị mất ở vùng 1220. Thì như vậy là trên góc độ kỹ thuật ở tuần tới À, trên góc độ kỹ thuật ở tuần tới trong trường hợp gọi là lạc quan và tích cực thì chỉ số vn uh, index của chúng ta sẽ quay trở lại đó, sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng như ông đã có phân tích các cái vùng 1195, 1190 và điểm sâu hơn thì đó là vùng 1175 đến vùng 180 đó là các cái vùng mà chỉ số vn index dự báo sẽ quay trở về các cái điểm hỗ trợ tích cực đó, và test tích lũy thành công lực long quay trở lại thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, có những cái điểm phân tích hoặc là có những điểm dự báo tiếp theo và ông sẽ liên tục uh, cập nhật lên uh, trên các bản tin hàng ngày cũng như trên bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường ở uh, các cái team cộng đồng anh chị Rồi và nội dung tiếp theo chúng ta đi vào nội dung thứ hai của bản tin tuần đó là chúng ta sẽ đi view một số các cái danh mục cổ phiếu uh, tiềm năng ở trong uh, quá trình mà chúng ta đầu tư phân tích. Đấy là những cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản và gần như là gọi là đại chúng đối với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Mở về đúc thì Nhung đã có phân tích dự báo đây dự báo vùng 45.7 đến vùng 46 uh, hỗ trợ tích lũy và mục tiêu thì sẽ công lại vùng 47.5 đến khoảng vùng 48 ở trên thực tế thì trong tuần vừa qua điểm test tích lũy thành công và đã công lên được vùng 47.7 so, à, 47.3 và sau đó thì chỉ uh, mở quay trở về ở vùng 45.7 tiếp tục test tích lũy và trong phiên giao dịch ngày 2 2 thì cổ phiếu này bị thất bại ở vùng 45.7 và trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là mời tiếp tục uh, duy trì một lực bán khá là tiêu cực khi mà cổ phiếu này tiếp tục bị mất ở vùng 4 5 và lùi sát về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 44 như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu MDR quanh vùng 44 trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng này thì nó là tích cực còn trong trường hợp nếu mà ở vùng 44 bị phá vỡ thì như vậy MDR sẽ tiếp tục có những cái điểm chỉnh giảm về các vùng hỗ trợ sâu hơn ở cổ phiếu Mansan ở đây thì chúng ta cũng có dự báo về vùng hỗ trợ kết thúc tuần ở trong tuần này là vùng 65.6 và dự báo công về vùng 67.5 sau đó hướng về vùng 68.5. Rất tích cực ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba khi mà cổ phiếu này suy soát một tí nữa thì đạt lên được cái target thứ ba đó là vùng 70. Và hiện tại thì Mansan cũng đang bị chốt chung với cả thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay Mansan bị mất cái vùng 67.5. Thì các anh chị biết rồi, trong cái quá trình mà nó công lên thì nó test lần lượt, ví dụ như nó công lên ở trên vùng 69.5 đến vùng 70 thì nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật ở vùng 68.5, sau đó nó sẽ test vùng 67.5. Và phiên ngày hôm nay thì như vậy là chỉ số này bị mất ở vùng 67.5, chính vậy nên là tuần tới khả năng Manasa sẽ tiếp tục uh, có lực chỉnh cung ở uh, quay trở về vùng dự báo khoảng vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 65 đến khoảng vùng 65.7 khả năng sẽ quay trở về đây. Vinamilk ở trong tuần vừa qua thì nó cũng đánh rất là tốt và nó gần như là nó cũng cũng vượt xa mọi được mọi cái cái target kỳ vọng đúng không ạ? Dự báo quay trở về chỉnh cung tích lũy quanh vùng 69.5 và hướng về vùng 71 và trên thực tế thì cổ phiếu đã đánh được lên đến vùng 72 đến vùng 72.5 sau đó thì cổ phiếu bắt đầu có một cái nhịp sideways, mặc dù trong phiên ngày hôm nay thì thị trường bị chốt khá là mạnh. Tuy nhiên cái góc độ Vinamil giao dịch nó vẫn giữ lại được ở trên vùng 71 cộng như vậy là khá là tích cực. Tuần tới sẽ ở vùng 70 5 dự báo đi hợp sâu hơn sẽ là vùng 79.5. Kỳ vọng tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục hướng cản cái thuật 72 đến khoảng vùng 72.5, xa hơn sẽ hướng về vùng 73.5 đến khoảng quanh vùng 74. BVH là một mã cổ phiếu trụ mới được khuyến nghị phân tích gần đây và sau một cái nhịp mà BVH đẩy lên khá là căng thì Hùng cũng đã có những cái điểm phân tích và các anh chị em nhà đầu tư thì cũng đã có những cái điểm thu gom khá là tốt và tích cực ở vùng 40.5, 40.6, 40.7 và thậm chí là có thể chúng ta có thể tính toán ở quanh vùng 41 thì như đã dự báo thôi tuần trước thì cổ phiếu BVH đã có một cái nhịp tăng khá là tốt thì chúng ta dự chỉnh ở biên 41.8 đến khoảng vùng 42 phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì tương đối tích cực và đến phiên kết tuần thì về cơ bản là nó cũng đang về lại biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 41.8 đến vùng 42 thôi và nó cũng chưa chưa có những cái gì mà đáng gọi là quá 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 là xấu thì xu hướng tiếp theo tuần tới sẽ test ở vùng 48 nhưng khả năng vùng 48 sẽ khó giữ mà nó sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 41.2 kỳ vọng ở vùng 41.2 tích lũy thành công lực cầu bắt đầu quay trở lại thì ở đây sẽ là những cái điểm uh, quanh vùng 41 đến khoảng vùng 41.2 các anh chị nhé đó thì chúng ta sẽ uh, dự báo ở vùng này và sau đó thì đây sẽ là những cái vùng uh, thu gom mục tiêu để chúng ta tiếp tục uh, dự báo uh, cổ phiếu này sẽ tiếp tục hướng về uh, vùng cảng kỹ thuật ở vùng 43 và vừa thoát vùng 43 thì cái đó chúng ta sẽ phân tích thêm ở các cái target tiếp theo Vinhome ở trong tuần cũng có lực đánh tích cực và gần như nó cũng vượt xa mọi cái điểm kỳ vọng Thứ nhất là chúng ta dự báo có những điểm test lại kỹ thuật ở quanh vùng 42.4 Nhưng trên thực tế thì vào phiên giao dịch ngày thứ hai thì Vinhome có một cap tăng của cây nến giờ đầu tiên Và sau đó thì nó tiếp tục đẩy lên target 44 và lên đến vùng 46 Và tại vùng 46 thì nó chuẩn bị lên đến vùng 48 Thì câu chuyện nó là như thế các anh chị À, chúng ta lần lượt xây từ người ta ghét như vậy và lên được vùng 46 thì bắt đầu nó có diện nó lừng khừng cái nó chỉnh cung đó và quá trình chỉnh thì nó lại như vậy thôi à, nó sẽ test lại target một ở vùng 44 và vùng 44 phiên giao dịch ngày hôm nay nó bị thất bại chính vậy nên dự báo trong tuần tới khả năng nó sẽ về quay trở lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần tức là gì nó sẽ về vùng 42.4 và điểm sâu hơn sẽ là vùng ở đây này Chính là cái biên mà chúng ta phân tích ở đây, vùng 41.7 đến vùng 42. Kỳ vọng về đến đây thì như vậy là phiên hôm sẽ uh, ngừng đạt rơi và bắt đầu có một cái xu hướng phục hồi. Cổ phiếu VIX cũng như vậy. Trong tuần vừa qua thì VIX cũng đã hoàn thành mọi cái vùng giá mục tiêu uh, về cái xu hướng chúng ta đặt ra. Nói chung là như vậy, có lực kéo cực tốt ở trong viên giao dịch ngày 19, 20 và ngày 21. Thì uh, vùng hồi đoạn thuật tuần cũng có dự báo ở đây là sẽ chỉnh cung ở quanh vùng 43.2 đến khoảng vùng 43.5. Mục tiêu thì ngắn hạn này 45.5 và nó hoàn thành đến vùng 48, thậm chí là uh, chuẩn bị lên đến target kỹ thuật ở vùng 50 thì như vậy nó bắt đầu nó quay trở về nó chỉnh cung à uh, test nền. Và với động thái hiện tại như vậy là tuần này thì VIX đã quay trở lại cái vùng target kỹ thuật mục tiêu đầu tiên ở vùng 45.5 và cây nến giờ kết thúc phiên là một cây nến giờ hammer đỏ đặc với lực chốt khá là mạnh chính vậy nên tuần tới chúng ta lại bắt đầu uh, dự báo lại ở vùng 43.2, 43.5 và đến khoảng vùng 44 VIX sẽ quay trở về đây. À, chỉnh cung và ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng à, tích lũy chỉnh cung chỉnh nền của cổ phiếu này nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp với mã cổ phiếu à, các cái mã cổ phiếu như sau thì à, đối với nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì nhung đã có phân tích rồi à, chúng ta dự báo năm 2024 cũng sẽ là một năm khá là tích cực với nhóm ngành này Uh, trên góc độ kỹ thuật uh, view dài và view ngắn uh, view dài là để chúng ta lựa lọc ra những mã cổ phiếu tốt để chúng ta cầm view ngắn để chúng ta tận dụng uh, các cái điểm ngắn hạn t cộng ở vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự các anh chị nhá cổ phiếu KBC ở vùng 30.8 đến vùng 31 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì ngay lập tức ở phiên ngày 19 nó test thành công và nó hướng về được cái target kỹ thuật 32. Sau đó thì hướng lên vùng 32.4 đến vùng 32.5 và lên được vùng 32.4 thì bắt đầu nó quay trở về nó chỉnh cung. Thì điểm chỉnh cung trở lại thì đầu tiên là nó phải chỉnh về vùng 31.2 đã. Và cây nến giờ của của phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó bị mất luôn ở vùng 30.8, tức là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của cổ phiếu KBC. Với lực chốt tương đối là mạnh Chính vậy nên à, dự báo tuần tới à, KBC nó sẽ lùi lại ở khoảng Quanh vùng Ở đây là vùng 30 đến khoảng vùng 30.2 à, Tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy à, Chỉnh cung ở vùng này ITA là một mã cổ phiếu PEN Và chúng ta cũng hướng cầm dài Và trên góc độ cầm dài thì chúng ta sẽ có Những cái điểm gì ạ à, Điểm test ngắn này Cản ngắn này Đó để chúng ta à, Có những cái điểm vào ra trong ngắn hạn cho nó hợp lý. Thì đối với ETA dự báo ở trên bản tin tuần vùng 6.3 6.4 là hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị để ý là phiên giao dịch ngày 21 có mức điểm test khá sát ở 6.4 và đồng thời hoàn thành người ta cái mục tiêu ở vùng 6.8. Như vậy thì và sau khi đạt ở vùng 6.8 thì lực chốt lại bị gia tăng. Ở đây các anh chị này, ở đây có một lực chốt 6.7 này đó và nó lại gia tăng nó test lại thì như vậy là vô hình dung là chúng ta có thể chốt ở vùng 6.7 6.8 là vùng cảng kỹ thuật đúng không ạ và chúng ta tuần tới là chúng ta lại có vùng 6.3 6.35 6.4 để chúng ta gom lại cổ phiếu SSC cũng là một mã rất là tốt và đã được phân tích gần như là cả cái quãng đường của năm 2023 và đến thời điểm hiện tại thì SSC cũng đã thu được những cái thành quả rất là tích cực trong tuần vừa qua dự báo ở vùng 40, 40.5 đến vùng 41 là biên hỗ trợ kỹ thuật và cản trên sẽ là vùng 44 đến khoảng vùng 45 trên thực tế thì SSC ở trong tuần vừa qua nó sideways ở biên hỗ trợ dưới và cản trên và điểm maximum nó đánh lên được ở khoảng quanh vùng 43 và đây là những cây nến giờ bắt đầu nó có xu hướng chỉnh cung như vậy tuần tới tiếp tục ở vùng 40.5 đến vùng 41 điểm sâu hơn sẽ là vùng 40 tiếp tục đánh giá tại hỗ trợ này ITC ở trong tuần cũng test thành công ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở biên 55.6 đây các anh chị nhé đây 55.6 này chính là cái đường màu kẻ ngang ở đây này đây vùng 55.6 ờ, Và đồng thời thì nó cũng hoàn thành được cái target mục tiêu ở Vùng 58 ờ, Trong cái bản tin tuần thì có dự báo là Nó có ba cái vùng cản mục tiêu Vùng 58, 59, 60 Thì trong tuần lên được vùng 58 Và đây đang là những cây nến chỉnh cung Và test kỹ thuật quay trở lại vùng hỗ trợ Như vậy tuần tới thì nó lại thế, thế thôi Nó lại vùng 55.6 và điểm sâu hơn Thì trong trường hợp nếu vùng 55.6 mà nó bị thất bại Thì có thể chúng ta sẽ phải tính toán ở một cái biên đây này, này Cái biên 54.5 54 4.5 đến khoảng quanh vùng 55. VGC ở trong tuần uh, tích cực tốt, hoàn thành target và sau đó thì bắt đầu nó chỉnh cung, thậm chí là VGC còn vượt uh, vượt cái target mục tiêu cơ. Đó thì như vậy Hùng có phân tích ở đây này, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần uh, có thể dự báo là cổ phiếu sẽ quay trở về vùng 52 52.5 thì các anh chị để ý là trong phiên ngày 19 nhá. Đó thì nó test ở vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần này Đồng thời chúng ta dự báo Cổ phiếu này sẽ công lên vùng 54, 54.5 Và sau khi mà nó đạt được cái cột bông 54.5 Thì nó tiếp tục kéo một cây đến giờ nữa Nó kéo lên vùng 56 cộng Và lại bắt đầu chỉnh cung Thì rất chia buồn cho những cái tài khoản nào Mà mua ở vùng 56 các anh chị nhé Bởi vì đây là vùng cản mà Đây là target mục tiêu tuần này Thì các anh chị mua đúng cái vùng target mục tiêu tuần Của team mùng Lê Phân Tích Nó đơn giản như vậy thôi và sau đó thì cổ phiếu chỉnh thì nó lại lần lượt chỉnh thôi đầu tiên nó chỉnh về 54 và cây đến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay thì nó lùi khá sát về vùng 52 năm 2 5 như vậy trên góc độ kỹ thuật thì trong uh, trong, trong 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 tuần tới thì nó sẽ gì uh, đầu tiên nó sẽ tiếp tục kiểm định lại uh, nó sẽ tiếp tục kiểm định lại cái vùng 52 đấy ở đây là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần mà nên nó sẽ tiếp tiếp tục kiểm định lại trong trường hợp nó thủng vùng 52 thì khi đó thì chúng ta mới phải tính toán đến ở cái vùng lùi hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở khoảng quanh vùng 50.5 đến vùng 51 nhưng mà với cái đà hiện tại của thị trường thì khả năng cao là cổ phiếu này cũng khó để mà giữ lại được ở vùng 55 à 52. Nên là cái 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 cách mà vận hành thì khả năng là nó lùi về 50.5 đến vùng 51. Đó, vùng này các anh chị mới mua nhá. Đó, ví dụ như thế. Đúng không ạ? Tiếp là một mã cổ phiếu trên quan điểm kỹ thuật cùng là có thể cầm dài đánh dài và trên cái quãng đường mà cầm dài đánh dài đó thì chúng ta có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ngắn và điểm kháng cự ngắn thì chúng ta tối ưu thì về góc độ kỹ thuật về cách tạo lập thì nhung đã có phân tích cho các anh chị rồi vùng 24.5 đến khoảng vùng 24.7 đây các anh chị để ý nhé đó và đó và đến tại thời điểm hiện tại thì như vậy này đó 24.5 24.7 trong tuần vừa qua phiên giao dịch ngày 19 có vùng hỗ trợ kỹ thuật này và đồng thời thì cũng đã nhấn mạnh các anh chị vùng 26.5 vùng 27 27.5 đây đang là những cái vùng cản kỹ thuật tương đối mạnh của phiếu tiếp và sau khi nó đánh lên được đến vùng 28 thì đây sẽ đang là những cái động thái nó chỉnh cung lớp gáp như vậy tuần tới lớp đẹp thì nó sẽ lấp về quanh vùng 26 điểm lấp mà yếu hơn thì có thể là nó sẽ lùi lại quanh vùng 25 và tại đây nó có thể nó lừng khừng một đến 2 tuần và đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta thu gom thêm và đâu đó vào một ngày đẹp trời thì nó lại tiếp tục đánh lên à, vùng cảng cái thuật 27 27.5 28 thì tại cái thời điểm đó khi mà chúng ta gom được vùng thấp dưới này này thì lên đến đây chúng ta lại bán bớt đi đó và chúng ta lướt ngắn à, trên cái phần mà chúng ta mua bán được còn phần gốc thì chúng ta vẫn cầm thêm <laughs> Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo Đó là nhóm ngành thép các anh chị HPG vùng dự báo chỉnh cung mục tiêu ở vùng 28.3 đến vùng 28.5 thì phiên giao dịch ngày 19 có luôn vùng 28.5. À, target mục tiêu sẽ hướng về vùng 29.5 đến vùng 30 thì trong tuần lên được vùng 29.4 và nó bắt đầu nó quay trở về chỉnh cung thì nó chỉnh điểm 1 sẽ chỉnh về vùng 29. Chỉnh điểm 2 sẽ vùng 28.5 và cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay nó bị mất vùng 28.5 nên khả năng tuần tới sẽ tiếp tục rơi về vùng 28.3 hoặc là điểm sâu hơn điểm sâu hơn chúng ta phải dự báo ở khoảng quanh vùng 28 bởi vì với xu hướng hiện tại của thị trường và tất cả các mã cổ phiếu đang bị chốt mạnh nên là cái việc mà cổ phiếu phục hồi luôn nó sẽ khó và nó sẽ chỉ có một đến hoặc là có một phiên nó giữ ngang thôi và sau đó thì nó sẽ tiếp tục nó sọc tiếp cổ phiếu Nam Kim dự báo ở vùng 24.2 là hỗ trợ kỹ thuật Target mục tiêu sẽ ngắm lên vùng 25, đến khoảng vùng 25.5 thì trong tuần lên được đến vùng 25 và uh, đến phiên giao dịch của ngày 21 thì Nam Kim cũng bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 24.2 và cá biệt ở trong phiên giao dịch kết tuần thì nó tiếp tục mất hỗ trợ ở vùng 21 à 23.8, các anh chị mất tiếp vùng hỗ trợ kỹ thuật 23.8 với lực bán của cây nến giờ là tương đối rát và nó tiếp tục khi mà vùng 23.8 bị mất thì nó sẽ hướng về vùng 23.5 và vùng 23.5 bị mất thì nó sẽ tiếp tục phải hạ tiếp cái độ cao và khả năng như vậy với xu hướng kỹ thuật của Nam Kim ở trong tuần tới thì nó sẽ về ở khoảng quanh vùng 22.8 đến khoảng quanh vùng 23 cổ phiếu HSG đây HSD trong tuần chúng ta dự báo vùng chỉnh cũng mục tiêu ở vùng 23, tiếp tục ngắm lên vùng 23.5 đến vùng 24 thì trong tuần lên được đến vùng 23.7 và ở phiên giao dịch của ngày 21 thì cổ phiếu này cũng bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 23 và khi mà vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 23 bị mất thì xu hướng tiếp theo nó sẽ là như nào? Thì nó cứ lần lượt thôi các anh chị bởi vì là như hùng đã có nói rồi, trên thị trường chứng khoán thì không ai chống được xu hướng cả. Và khi vùng 23 bị mất thì nó sẽ về vùng hỗ trợ 22.6. Ờ, nó xây ở cái biên 2 6 nhưng cây đến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay thì lực bán mạnh khiến cho cổ phiếu bị rơi ra khỏi vùng 22.6 và cái vùng 22.6 bị rơi rồi thì tất nhiên rồi tuần tới như vậy là xu hướng Hagg sẽ quay trở về vùng 21.8 đến khoảng biên 22 à, kỳ vọng ở đây thì như vậy là cổ phiếu sẽ bắt đầu chỉnh cung tích lũy và có những cái điểm sai quay nhẹ để tiếp tục đánh giá xu hướng VGS ở trong tuần dự báo về mặt xu hướng kỹ thuật đó là gì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 22.6, target mục tiêu ở vùng 24. Thì nó lên được đến đâu đó vùng 23.4, tức là nó chạm lại cái vùng cảnh kỹ thuật ở tuần trước ở vùng 23.4, 23.5 thì nó bắt đầu quay trở lại sọc. Và trong phiên giao dịch của ngày 23, tức là phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã bị mất vùng 22.6 với lực bán cây đến giờ kết thúc phiên tương đối là rát. Như vậy tuần tới vùng 21.8 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.6 chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng tích lũy của cổ phiếu VGS ở vùng này tích lũy thành công thì như vậy là sẽ tiếp tục phân tích xu hướng phục hồi ở cổ phiếu TLH dự báo ở vùng 8.05 và target mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục hướng vùng 8.2 và sau đó thì hướng đến vùng 8.35 đến vùng 8.4 trên thực tế thì lên được 8.25 và nó lại bắt đầu nó quay trở về nó chỉnh cung ở trong phiên ngày hôm nay phiên ngày 23 thì như vậy là cổ phiếu bị mất vùng đệm kỹ thuật ở vùng 8.05 và khi vùng đẹp này bị mất Và thậm chí là cây nến giờ thì nó cũng bị mất tiếp cái vùng hỗ trợ rất quan trọng ở vùng 7.95 chính vậy nên khả năng tuần tới xu hướng xu hướng dự báo ở đây là vùng 7.6 đến khoảng vùng 7 8 TLH sẽ quay trở về đây chỉnh cung tích lũy nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì đối với đầu tư công ở trong năm 2024 dự báo cũng sẽ là một cái nhóm ngành khá là tích cực và một số các cái mã cổ phiếu mình có nhấn mạnh cho các anh chị rồi ví dụ như mã cổ phiếu KSB thì đối với KSB là trong tuần vừa qua phát hành thêm ở giá 16 à, à 16 với tỷ lệ 12 21 và phiên phát hành chính là phiên giao dịch ngày 19 thì nó khá là tích cực khi mà cổ phiếu được đẩy lên ở trên vùng 26.5 và về cơ bản ở trong tuần này thì nó bắt đầu nó quay trở về nó chỉnh cung lớp cáp thôi thì đối với KSB tuần tới, chúng ta dự báo ở vùng 25 và tại vùng 25 này thì chúng ta sẽ quan sát thêm về mặt động thái trong trường hợp nếu tích lũy được ở trên vùng 25 thì cổ phiếu rất là khỏe, còn nếu bị gãy vùng 25 thì như vậy là chúng ta sẽ lùi lại à, lùi lại cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 24 đến khoảng vùng 24.4 và và với 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 cái động thái xu hướng chung của cả thị trường hiện tại thì cái khả năng mà cổ phiếu quay trở về ở khoảng quanh vùng à, 24 đến vùng 24.4 là cao. <laughs> cổ phiếu PLC dự chỉnh biên hỗ thuật tuần vùng 31.8 đến vùng 32. Target tuần thì dự kiến là sẽ hướng về cản kỹ thuật 33.5 đến khoảng vùng 34. Thì trong tuần là nó đạt lên được vùng 33.7 và sau đó thì nó bắt đầu nó quay trở lại nó chỉnh cung. Ở phiên giao dịch ngày hôm nay có thời điểm là cổ phiếu này bị mất vùng 31.8 và rút chân lên trên vùng 32. Tuy nhiên là đây nó chỉ mang cái 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 tính tức thời thôi. Còn để mà À, đánh giá tiếp cái khả năng đi tiếp hoặc là cái xu hướng đi tiếp thì khả năng là cổ phiếu này sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 và tại đây thì uh, chúng ta sẽ đánh giá xu hướng tích lũy cổ phiếu uh, vcg trong tuần dự báo uh, về bản tiếp tuần đó, đúng không anh chị thì chúng ta dự báo ở vùng 25.3 biên sâu hơn sẽ là vùng 25 đến vùng 25.1 ở đây thì uh, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng cả kỹ thuật 258 đến khoảng quanh vùng 26 và bứt được cái vùng bứt được cái vùng target kỹ thuật 26 ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có thêm cả cái phân tích định lượng tiếp theo thì ở trong tuần thì nó lên được khoảng vùng 25.7 và bắt đầu nó chỉnh cung với góc độ kỹ thuật hiện tại thì nó chỉnh lần lượt thôi và xu hướng của VCG bị chốt tương đối là mạnh trong tuần vừa qua khi nó bị mất ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 25 sau đó nó tiếp tục mất hỗ trợ ở vùng kỹ thuật 24.5 và hiện tại với cây đến giờ kết thúc phiên với lực rơi tương đối mạnh và tín hiệu đường MACD cắm đầu xuống như này thì như vậy là chúng ta tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 23.7 ở đây cổ phiếu VCG sẽ lùi về đây chỉnh cung tích lũy FCN khá là tích cực ở trong nhịp đánh này khi mà lực cầu và dòng tiền khá là tốt ở trong tuần vừa qua thì về về mặt bản chất về mặt lý thuyết thì chúng ta cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật 14.3 35 14.45 cổ phiếu FCN đã tích lũy thành công và đồng thời thì nó cũng đã hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 14.8 đến vùng 15 hai lần đánh lên ở vùng 14.8 đến vùng 15 và đến lần thứ ba thì cổ phiếu này bắt đầu có xu hướng bị thất bại và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó bị mất vùng 14.35. Chính vậy sáng tuần dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật cổ phiếu FCN sẽ quay trở về chỉnh cung ở khoảng vùng 3.9 đến khoảng vùng 14 tiếp tục đánh giá. <laughs> lcg ở đây uh, dự báo vùng chỉnh cung cái thuật 13 và hướng về vùng cảng kỹ thuật 13, 8 đến 14 thì trong tuần là uh, tính từ phiên 19 đến phiên 22 thì như vậy là nó đánh tương đối thành công uh, tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày 23 thì bắt đầu lực uh, sọc tương đối là mạnh và cây đến giờ kết thúc phiên thì đã bị mất ở vùng 13 uh, do đó thì tuần tới dự báo về mặt thiên hướng sẽ là khoảng vùng 12.25 đến khoảng quanh vùng 2.4 uh, uh, lcg sẽ quay trở về đây chỉnh cung và tại đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Cổ phiếu HV dự báo kỹ thuật trong tuần là vùng 15.7. Đây thì phiên ngày 19, ngày 20 và thậm chí là phiên ngày 22 thì về cơ bản là vùng 15.7 khá là tốt nhưng sang đến phiên ngày 23 thì như vậy là chúng ta thấy rằng là hai cây nến giờ kết thúc của cổ phiếu HV đã bị mất vùng 15.7. Đặc biệt là cây nến giờ kết thúc phiên thì như vậy là bị mất luôn ở vùng 15.3 với lực sọc tương đối là mạnh như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 15, 15.1 cổ phiếu hV sẽ có xu hướng quay trở về đây chỉnh cung tích lũy và chúng ta sẽ đánh giá nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì hiện tại là bất động sản dân cư chưa có dòng tiền bởi vì lý do là tiền vẫn đang nằm ở nhóm banh phải khi nào nhóm banh bắt đầu có xu hướng chỉnh cung thì cái đó thì hoặc là tiền thoát ra khỏi nhóm banh thì cái đó thì nhóm ngành bất động sản khả năng mới bắt đầu uh, có một cái lực tăng tốt và tích cực đối với cổ phiếu CL dự báo ở vùng 21.3, 21.4 này và điểm sâu hơn sẽ là vùng 21 và mục tiêu sẽ công lại vùng 22.3 đến vùng 22.5 trong tuần này lên được đến vùng 22.2 và nó lại bắt đầu nó chỉnh cung hơi chảy cối đúng không? ạ? À, phiên ngày hôm nay chạm vùng 21 có rút chân lên à, tuy nhiên khả năng trong ngắn hạn thì xe sẽ khó trụ lại vùng 21 mà nó sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 20.5 để tiếp tục tích lũy. Ở cổ phiếu HDG vùng 26.8 dự kiến chỉnh cung mục tiêu công 27.5 thì phiên giao dịch của ngày 19 20 và thậm chí đến phiên ngày 23 22 thôi và đến phiên ngày 23 thì nó mới chính thức bị mất vùng 26.8 với lực sọ khá là mạnh. Như vậy tuần tới và nó cũng bị sọc mất ở cái vùng 26 cho nên cây đến giờ trong phiên giao dịch của thứ hai tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm trong trường hợp vùng 26 không công lại được thì như vậy là HDG sẽ có xu hướng lùi lại ở khoảng quanh vùng 25.4 đến khoảng vùng 25 25.4 đến khoảng vùng 25.5. Cổ phiếu HDC đó, dự báo biên hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng 30.8 đến vùng 31, mục tiêu thì sẽ công lên vùng uh, 32 và hướng về vùng cảng kỹ thuật 30 32.5. Thì trên thực tế ở đây là nó lên được đến cái cảng kỹ thuật tuần thứ nhất ở vùng 31 9 đến vùng 32 và nó bắt đầu không có động lực nữa. Đây các anh chị, đó, nó lên được cái nền thứ nhất và cái nền thứ hai lực chỉnh cung uh, tương đối là rát đó. phiên uh, 23 nó bị mất vùng hỗ trợ 30.8 đến vùng 31 chính là cái biên hỗ trợ cái thuật tuần, tuần mà có dự báo trên bản tin tuần video số 215 như vậy tuần tới uh, xu hướng sẽ ở vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30 55 trong tuần vừa qua thì gần như không có quá nhiều động lực khi mà nó tiếp tục sideway ở biên 38.8 đến vùng 39.1 có điểm đánh cao nhất được vùng 39.5 và cây nến uh, phiên uh, phiên bước vào phiên giao dịch ngày 23 thì cơ bản là nó chỉ có lực sọt thôi và cổ phiếu này bị mất vùng 38. Khi vùng 38 bị mất thì chúng ta sẽ dự báo ở vùng 37, 36.8 đến khoảng quanh vùng 37 của tuần tới, tiếp tục tích lũy. KDH trong tuần thì nó cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu và tích cực khi mà chúng ta dự báo ở điểm chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 31.2 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 30.9 đến khoảng quanh vùng 31 ở đây Thì các anh chị để ý là phiên giao dịch ngày 19 nó test thành công Đồng thời nó cũng hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 32 trên 32 à, Cá biệt thì có thời điểm nó đánh lên sát được đến vùng 33 Nhưng về cơ bản là gì? À thậm chí vượt 33 cơ, 33.5 Đó, tức là vừa test hỗ trợ thành công và vừa công vùng cản kỹ thuật tuần Và sau khi đạt được cản kỹ thuật tuần xong thì cổ phiếu bắt đầu à, có xu hướng rơi và phiên ngày hôm nay thì như vậy là cổ phiếu bị rơi qua vùng 32 và với động thái hiện tại thì như vậy tuần tới lại vùng 30.9 31 31.2 thôi ở đây tích lũy chỉnh cung thành công thì như vậy là chúng ta lại gì chúng ta lại thu gom và mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục hướng về các mục tiêu ở vùng 32.5 lướt ngắn các anh chị Đạt Phương hoàn thành hình như trong tuần cũng hoàn thành target mục tiêu và test thành công target mục tiêu à, hỗ trợ mục tiêu thì vùng hỗ trợ mục tiêu 40.5 40.8 đây các anh chị có luôn có luôn 40.5 40.8 đồng thời ta gắn mục tiêu ở vùng 43 thì nó lên được khoảng tầm vùng 42.95 này <laughs> 42.9 và bắt đầu nó gì nó bắt quen trở về nó chỉnh cung và phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái nến khá là xấu khi mà Đạt Phương bị mất ở vùng 40.5 với xu hướng hiện tại với xu hướng hiện tại Đạt Phương sẽ chỉnh về vùng 39.5 trong trường hợp vùng 39.5 bị thủng thì nó sẽ lùi lại tiếp ở vùng 38.5 đến khoảng vùng 38.7 khả năng cao thì đạt phương sẽ lùi về đây và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái điểm bật của cổ phiếu DG ở trong tuần dự báo vùng chỉnh kỹ thuật 27.5 để hướng về vùng 28.5 đến vùng 29 thực tế thì nó đi khá sát cái biên hỗ trợ kỹ thuật và nó chỉ đến phiên giao dịch của ngày 21 ở phiên giao dịch ngày 21 thì như vậy là DG mới bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.5 Và khi vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.5 bị mất thì nó sẽ lùi lại về vùng 27.2 27.2 bị mất thì nó sẽ lùi về ở đây là vùng 26.7 26.7 và cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay bị rơi ra khỏi vùng 26.7 Với lực bán cũng tương đối là rát mặc dù có lực rút chân Tuy nhiên lực rút chân này không đáng kể Như vậy tuần tới ở biên 25.7 đến khoảng vùng 26. Đây sẽ là biên mà DG sẽ dự báo sẽ tích lũy. Trong trường hợp mà DG nó tích lũy được ở trên vùng 25.7 thì như vậy là còn tạm ổn các anh chị nhá. Nhưng trong trường hợp bị rơ lắc ra khỏi cái vùng 25.7 thì như vậy cũng là một cái tín hiệu tương đối là xấu. Cổ phiếu đất xanh à, vẫn không thể vượt qua được vẫn không thể vượt qua được vùng 19.2 các anh chị. Cái cản 19.2 là cái cản tâm lý hơi khoai trong tuần này lên được vùng 19.1, đồng thời nó cũng test hỗ trợ tuần ở vùng 18.7 khá tích cực ở trong phiên 19, phiên 20. Và đến phiên giao dịch của ngày 22, thì như vậy là cổ phiếu đất xanh bị rơi ra khỏi vùng 18.7. 18.7 mà bị rơi thì nó sẽ lùi về 18.4. Và cá biệt trong phiên ngày hôm nay, đất xanh bị lùi tương đối sâu, tức là nó mất vùng 18.4. Và lùi về vùng 18 đến khoảng vùng 18.2 với một lực cầu bán tương đối mạnh và với cái động thái này thì khả năng cao biên 18 của cổ phiếu đất xanh sẽ khó giữ và nó sẽ có các cái điểm nhún nó sẽ có các cái điểm nhún về khoảng quanh vùng 17.7 đến khoảng vùng 7.8 ờ, cổ phiếu Novaland 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 ở đây các anh chị đây tuần vừa qua dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 17.35 17.5 với mục tiêu công lại vùng 18 cộng ờ, Tuy nhiên là lên được vùng 17.8 lại xịt mất vùng 17.35 thì Novaland sẽ lùi lại ở vùng 16.5 đến khoảng quanh vùng 16.6 phiên ngày hôm nay có rút chân lên có rút chân lên ở vùng 17 đây là một cây đến giờ tạm xem là tích cực đối với mã cổ phiếu Novaland như vậy tuần tới uh, yêu yêu thì nó lại quay trở lại vùng 16.75 hoặc điểm sâu hơn thì nó sẽ test lại đây thôi và trong trường hợp test tích cực thì như vậy là chúng ta sẽ lại dự báo uh, lại dự báo các anh chị phục hồi PDR cảng kỹ thuật tuần chúng ta phân tích ở vùng 30 và dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật là nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 29.5 đây anh chị vùng 29.5 đây, Đấy. thì chúng ta nhìn thấy rằng là cả đến phiên giao dịch ngày 22 đến 22 đến phiên giao dịch ngày 22 thì nó mới bị thất bại ở vùng 29.5 và khi vùng 29.5 nó bị thất bại thì nó sẽ về vùng 29 và phiên ngày hôm nay thì 23 thì nó bị đạp tương đối là mạnh rồi mất vùng 29 thì chúng ta sẽ dự báo dự báo sơ bộ ở tuần giao dịch tiếp theo ở vùng 27.5, 27.7 đến vùng 27.8 và cản kỹ thuật tuần thì như cũng đã có phân tích rồi nó nó có cái cản cuối cùng của nó là vùng 30 đến vùng 30.5 gọi là cản cuối và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là PDR tạm thời nó vẫn đang bị thất bại ở cái vùng cản kỹ thuật này. nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành chứng khoán trong tuần vừa qua nhìn chung phiên giao dịch ngày 19 đến phiên giao dịch ngày 20 thì cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán khá là tích cực nhưng sang đến phiên giao dịch của ngày 21 đến ngày 22 và ngày 23 thì như vậy là nó bị bán chung và lực bán ở 3 phiên kết tuần thì tương đối là mạnh Cổ phiếu VCI dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 44 đến vùng 44.5 Mục tiêu tuần thì hướng về vùng 46 và trong tuần thì nó đánh ở cây nến ngày 20 Tức là điểm này là suy soát lên đến vùng 46 trước khi mà nó có một cái nhịp chỉnh cung Thì chỉnh thì nó lại chỉnh lần lượt thôi đó Và trong phiên giao dịch ngày 22 Và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay phiên ngày 23 thì nó vẫn có cái vùng 44.5 và nó chỉ bị mất ở cây nến giờ hai cây nến giờ kết thúc phiên thôi và khi mà À, lực sọc tương đối mạnh, à, VCI bị mất ở vùng 44 như vậy chúng ta sẽ dự báo tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 42.8 đến khoảng quanh vùng 43 tích lũy trở lại. À, cổ phiếu HCM trong tuần thì không có nhiều động lực, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 26.4, vùng 26.5 mục tiêu thì sẽ break vùng 27.5 để đi về vùng 28.5 nhưng trên thực tế thì nó chỉ bám sát ở biên 26.4 đến khoảng quanh vùng 27 thôi và cây đến kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó cũng chưa thực sự là xấu à, Tuy nhiên với đài hiện tại thì cũng khó mà để giữ lại ở vùng 26.4 nên khả năng là nó sẽ lùi lại vùng 26 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 25.5 Cổ phiếu SSI ở biên độ tuần dự báo ở vùng 34.4, 34.5, 34.7. Target tuần ở vùng 35.8 đến vùng 36 thì trong tuần vừa qua SSI lên được đến vùng 35.8 và nó cũng bắt đầu có một xu hướng chỉnh cung. Ở Trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là cổ phiếu SSI cây đến giờ kết thúc phiên bị mất ở vùng 34.4. À, chính vậy nên tuần tới khả năng cổ phiếu này sẽ quay trở về tích lũy ở vùng 33.8, 33.9 đến vùng 34. Và tại đây đánh giá thêm trong trường hợp nếu tích lũy thành công thì khả năng sẽ có một lực phục hồi. Còn trong trường hợp nếu mà cổ phiếu SSI bị vỡ hoặc là bị mất, cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần ở quanh vùng 33.8 thì khi đó chúng ta phải dự báo về mặt xu hướng là nó sẽ tiếp tục lùi lại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn. Cổ phiếu VND, <laughs> VND nhịp vừa rồi hơi đuối, nói chung là lên được đến vùng 23.4, 23.5. Trong cái dự kiến mục tiêu sẽ đánh về vùng 23.8 đến vùng 24 đó, nhưng mà không thành. Đồng thời thì vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần này, trong tuần hôm có dự báo là vùng 22.8 thì ở đây nó gặp về vùng 22.8 nó bật lên nhưng mà nó cũng không 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 bật được quá mạnh. Cái đến kết thúc tuần thì như vậy là VND bị mất vùng 22.4, một vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối quan trọng với một lực bán khá là mạnh. Như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 21.7 đến khoảng vùng 21.8 tiếp tục đánh giá thêm. Kỳ vọng ở vùng hỗ trợ kỹ thuật này là VND sẽ giữ lại được các anh chị giữ lại được ở vùng này, còn trong trường hợp nếu mà VND bị mất ở vùng 21.7 thì đấy cũng sẽ là một cái tín hiệu tương đối là xấu Cổ phiếu FTS khá là mạnh trong tuần vừa qua, dự báo vùng 48, sau đó thì hướng về vùng cảng thuật 52 và chính thức đạt vùng 52 trên 52 trước khi mà cổ phiếu bắt đầu chỉnh cung, thì nó chỉnh về vùng 50 và trong phiên ngày hôm nay bị mất vùng 50 thì nó sẽ lùi lại thôi ở xu hướng sẽ lùi về vùng 48 điểm so hơn sẽ là vùng 47, 47.5 SHS thì đây là những cây nến giả các anh chị nhé Thường thường trên sàn Hx thì nó hay có những cây nến như này Hỗ trợ ở mục tiêu ở vùng 7.4, 17.5 à, Trong tuần thì phiên ngày 19 đúng không ạ Có vùng hỗ trợ mục tiêu và dự kiến thì sẽ đánh lại vùng 18.8 à, Trên thực tế thì lên được vùng 18.3 Đây là những cây nến suy yếu Và phiên giao dịch kết tuần thì như vậy là SSS bị mất ở vùng 17.4 Như vậy dự báo xu hướng tiếp theo sẽ ở khoảng quanh vùng 16.5 đến vùng 16.6 tích lũy thêm <laughs> VX ở trong tuần thì vừa hoàn thành vùng giá mục tiêu và vừa có vùng chỉnh mục tiêu. Đấy. Thì vùng chỉnh mục tiêu của nó là gì? Đó là khoảng quanh vùng 7.5 7.6. Và vùng giá mục tiêu của nó là gì? Quanh vùng 18.5 và có thời điểm thì đánh lên được khoảng vùng 18.7 trước khi mà nó bắt đầu nó quay trở về nó chỉnh cung. Như vậy tuần tới uh, nó lại test lại vùng 7.5 nhưng mà khả năng vùng 7.5 khó nên là ông dự báo nó sẽ lùi lại vùng 17 đến khoảng vùng 7.2 chỉnh cung tích lũy ở quanh vùng vùng này và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá về xu hướng phục hồi của VX. AGR trong tuần cũng có vùng chỉnh cung mục tiêu và cũng có vùng test vùng target mục tiêu. Quanh vùng 17 là vùng hỗ trợ mục tiêu và dự báo thì sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 17.9 đến vùng 18 lên được khoảng vùng 17.7 thì cổ phiếu cũng bắt đầu có một cái lực sọc. So. Và sau khi mà nó bị mất mất vùng 17 bản chất là cái nến giờ của phiên kết thúc phiên ngày hôm nay thì gần như tất cả các mã cổ phiếu thì nó đều 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 bị mất các cái vùng hỗ trợ kỹ quan trọng lùi về vùng 16.2 còn rút chân lên à, tuy nhiên khả năng thì cái lực rút chân này thì nó cũng chưa 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 đánh giá được hết cho nên là tuần tới thì biên 16 16.2 sẽ tiếp tục xu hướng test cung và test thành công hay không ở vùng này thì chúng ta sẽ theo dõi thêm tín hiệu trong phiên giao dịch ngày thứ hai Cổ phiếu cổ phiếu VDS. Ở đây là chúng ta phân tích vùng hỗ trợ tuần ở vùng 17.9 đến vùng 18. Phiên giao dịch ngày 19 khá là tích cực và chúng ta có target 19 cộng. Trước khi mà cổ phiếu bắt đầu quay trở lại chỉnh cung phiên ngày hôm nay thì bị mất vùng 18.5 rồi. Và khi vùng 18.5 bị mất thì như vậy là vùng 7.8 đến vùng 18 tiếp tục sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở trong tuần tới. ORS ở đây vùng chỉnh cung mục tiêu ở vùng 15.8 đến vùng 16. Dự báo thì dự báo ở trong target tuần thì đâu đó chúng ta hướng về vùng 16.8. Trên thực tế thì đạt được đến vùng 16.5. Tức là nó về lại đúng cái vùng cản kỹ thuật của tuần trước và nó không thể vượt thoát qua được cái cản này đó hai cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì như vậy là cũng bắt đầu xuất hiện một cái lực sọc tuần tới sẽ đánh giá tiếp ở vùng 15.8 những khả năng vùng 15.8 khó giữ mà OS sẽ lùi lại ở khoảng quanh biên 15.5 đến khoảng vùng 15.6 Cổ phiếu CTS Nào chúng ta xem xem xu hướng à, thứ nhất là biên hỗ trợ mục tiêu ở vùng 30.5 đến vùng 30.7 có hỗ trợ mục tiêu Target kỹ thuật tuần dự báo hướng về vùng 32 thì lên được vùng 31.9 và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu diện chỉnh cung. Nó test lại vùng 30.5 và cây đến giờ kết thúc phiên thì nó bị mất vùng 31.5 à 30.5 và lùi tiếp vùng vùng 30 nhưng khả năng vùng 30 sẽ khó để mà bật ở trong tuần tới nên dự báo ở vùng 29. Đó. Và thậm chí là ở vùng 28.5 đến khoảng quanh biên 29 của CTS mới có thể gọi là ngừng rơi và bắt đầu có xu hướng tích lũy MBS ở trong tuần thì nó cũng không quá xấu cũng không quá tệ Nói chung là nó vẫn đi được tích được ở trong cái biên hỗ trợ tích lũy vùng giá chỉnh cũng mục tiêu 26.5 26.7 và target mục tiêu ở vùng 28 thì nói chung là đây phiên 19 tích lũy ở vùng hỗ trợ mục tiêu và đánh lên được vùng 27.7 trước khi mà nó bắt đầu chỉnh cung đây là hai cây nến mà cổ phiếu MBS bị mất vùng 26.5 Tuần tới dự báo sẽ ở vùng 25.5. Tại biên 25.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái động thái tạo lập trong trường hợp mà nó có thể nó nhún qua nhưng mà sau đó thì nó kết thúc phiên, nó lại lấy lại ở vùng 25.5. Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng phục hồi về vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28. Trong trường hợp nếu thủng vùng 25.5 thì biên hỗ trợ lùi lại tiếp theo sẽ là ở khoảng vùng 24.3 đến vùng 24.5. Các anh chị lưu ý. Và trên thực tế như Hùng đã có phân tích chia sẻ với các anh chị em nhà đầu tư thì chúng ta thấy rằng là không ai có thể chống lại được xu hướng của thị trường và không ai chống lại được xu hướng của của cổ phiếu cả. Và chúng ta chỉ nương theo thôi và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta hành động sớm để mà chuẩn bị cho cái phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày 21 tháng 2 thì Như Hùng cũng đã uh, có phân tích uh, cho các anh chị đúng không ạ? Và về 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 mặt thiên hướng kỹ thuật của thị trường là đến thời điểm hiện tại là thị trường của chúng ta đã chính thức hoàn thành ba cái vùng tăng target mục tiêu. Đấy chị, cái vùng target mục tiêu. Từ vùng 1130 đến vùng 1160, xong rồi target phẩy ở vùng 1200 điểm và target 3 chúng ta dự báo ở vùng 1230. Và phiên ngày hôm nay, phiên ngày 23 tháng 2 thì như vậy index của chúng ta chạm đến vùng 1240 và bắt đầu có một cái lực bán tương đối là mạnh. Và một cái câu chuyện mà nhà đầu tư của chúng ta vẫn thường xuyên nhắc tới đó là lên thang bộ và xuống thang máy. Thì đó là một cái thực tế của thị trường thôi các anh chị. Và chúng ta cái điểm quan trọng nhất, cái điểm quan trọng nhất đó là cái sự hành động sớm. Và chúng ta dự báo được cái vùng nào là cái vùng, đó cái vùng nào là cái vùng cản kỹ thuật. Vùng nào là vùng mà chúng ta nên dừng lại, chúng ta nên gọi là đi nhẹ và nói khẽ cười duyên. Đó chính là cái vùng mà khi mà chỉ số VN index của chúng ta vượt lên được ở trên khoảng vùng 1240 điểm. Và ba cái việc mà chúng ta nên làm đó là gì về mặt chúng ta lướt thì chúng ta chỉ nên lướt cái những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có vị thế các anh chị đang có vị thế đó là mà chúng ta chỉ lướt ít thôi 30 phần trăm để phòng cái gì thứ nhất là nếu đúng thì chúng ta lại còn ăn thêm được một tí đúng không còn nếu sai á, à, thì chúng ta sẽ lấy 30 phần trăm là chúng ta bán ra để chúng ta à như vậy điểm mua này chúng ta bị sai và một cái điểm cực kỳ quan trọng đấy là tỷ lệ mặc zin hầu như đa phần các anh chị em nhà đầu tư chúng ta bị thua lỗ hoặc là chúng ta bị kẹp hàng lại đó là do mặc zin của chúng ta chúng ta không kiểm soát được và tại những cái thời điểm điểm như thế này thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị phải hạ tỷ trọng mặc zin còn hạ bao nhiêu thì tùy các anh chị nhưng đấy là ít nhất là chúng ta phải đánh động đúng không? chúng ta nhìn ở phía trước là bắt đầu có cướp rồi bắt đầu có cớm rồi bắt đầu có những cái 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 sự nguy hiểm rồi đúng không ạ thì chúng ta phải làm những việc đó rồi là chốt lại đi các anh chị đúng không ạ đang mã nào đang có lãi chốt đi và rất nhiều các anh chị em là đang lãi 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 rất ngon và sau đó lỗ ngược và chúng ta kẹp hàng đấy là một thực tế đó rồi sau đó thì gì chúng ta phải xem xét lại cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu để làm gì để thứ nhất là ví dụ như thị trường có chỉnh cung thì chúng ta phải có được một cái tỷ lệ tiền mặt nhất định để chúng ta chiến đấu đấy và uh, một cái việc rất quan trọng nữa là chờ đợi hùng lê phân tích chân sóng tiếp theo của thị trường đó đơn giản như vậy thôi thì uh, tổng kết lại chúng quay lại uh, những cái nội dung như vậy ở trong tuần uh, video số 215 và chúng ta chuẩn bị tiếp theo ở tuần video số 216. Thì khả năng tuần tới uh, theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì thị trường của chúng ta sẽ diễn biến uh, tương đối là khó lường và phức tạp. Và trong một cái kịch bản lạc quan. Trong một kịch bản lạc quan các anh chị nhá, thì ông sẽ zoom nhỏ lại các anh chị, cái này rất quan trọng. Thì các anh chị để ý là các anh chị để ý là 16 tháng 8 của năm 2023. Chỉ số VN Index của chúng ta đạt ngưỡng ở vùng 1240 điểm đến vùng 1250 điểm. Các anh chị, tức là cái nhịp thứ nhất là nó lên được đến vùng 1240 đến vùng 1242. Sau đó thì thị trường của chúng ta có 1 2 3 cây nến ngày đạp rất mạnh. Các anh chị, ba cây nến ngày đạp rất mạnh và chỉ chỉ có ba cây đến ngày đó thôi và chỉ số vn index chúng ta lùi về đến vùng 1148. bốn tám cái anh chị và sau đó từ vùng 1148 bốn tám thì như vậy là nó lại rút view một phát lên đến vùng một hai năm hai đây các anh chị nhá cái này rất quan trọng cái này và 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 các anh chị nhà đầu tư nào gọi là thường xuyên theo dõi những bản tin của cá nhân Hùng Lê, thường xuyên có những cái điểm ghi chép thì cũng tin rằng là các anh chị sẽ không sớm thì muộn các anh chị cũng sẽ trở thành những con sói ở trên thị trường. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nhìn nhận ở một cái cái cách uh, học tập một cái cách nghiêm túc uh, thì chúng ta suốt ngày chúng ta chỉ là con cừu thôi. Và con cừu thì đương nhiên thịt cừu nó thơm mà nó ngon lắm mà nó bị vặt. Đó. Thế thì chúng ta quan sát là cái động thái tạo lập của năm 2023 thì tại cái thời điểm mà chỉ số VN Index của chúng ta lên đến vùng 1240 đúng không ạ? Cũng bị đạp. Và ba cây nến đạp rất là mạnh trước khi mà chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục phục hồi nhịp thứ hai lên vùng 1250 điểm. <laughs> 1252. Và sau đó thì nó bắt đầu bước vào một cái nhịp phân phối. Đấy các anh chị, một cái nhịp phân phối rất là xa và cái nhịp phân phối đó thì cũng đã có phân tích cái chân sóng ở ngày 1 tháng 11 năm 2023. Đây là một chân sóng mà cá nhân Hùng Lê phân tích để từ đây Hùng đưa ra target 1 ở vùng 1130, target 2 ở vùng 160, target 2, ở vùng 1200 điểm và target 3 ở vùng 1225 đến vùng 1230. Đó, vậy thì từ cái chân sóng này cho đến vùng thời điểm hiện tại là chúng ta đã hoàn thành ba cái target mục tiêu. Các anh chị lưu ý là như vậy. Vậy thì sau khi mà nó 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 nó, nó rũ ở đây các anh chị. Đó, thì nó tiếp tục có một nhịp kéo thứ hai. Vậy thì trong cái thời điểm hiện tại đó, thì chúng ta kỳ vọng điều gì kỳ vọng là cái cách tạo lập của nó nó cũng sẽ làm tương tự tức là nó sẽ rũ và các cái điểm rũ thì uh, thứ nhất là nó sẽ về lại khả năng sẽ là một cái nhịp thứ nhất là về quanh vùng 1280 tại vùng 1280 thì nó lừng khừng và nó sẽ có những cây nến giờ à, cây nến ngày à, những cây nến M năm đạp sát về vùng 1148 và sau đó rút chân lên với kịch bản tích cực là index của chúng ta tiếp tục quay trở về ở vùng 1 lăm đến khoảng vùng 1.260 điểm Và sau đó thì nó mới bắt đầu chính thức cái nhịp này, nó mới bắt đầu à phân phối Và đây mới là cái nhịp mà khả năng tạo lập sẽ phân phối hết hàng Và khi đó thì à, nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán à, sẽ đồng loạt phân phối Và hai cái thằng đầu sỏ đó phân phối thì khi đó cả thị trường sẽ phân phối Các anh chị lưu ý là như vậy Thì à, một vài cái góc nhìn cung cấp cho anh chị nhà em nhà đầu tư. Ở trên ở những cái tinh thần rất là happy các anh chị nhá. Với cá nhân Hùng Lê thì Hùng cũng từ nhà đầu tư thôi, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu gọi là nếm trải, bao nhiêu khổ nhục các anh chị nếm hết rồi. Và để đi được đến bây giờ ở trên thị trường chứng khoán 10 năm và không không bị vặt lông, không bị ăn thịt thì đó cũng là một cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân cá nhân Hùng Lê. Vòng muốn mang À, những cái gì những cái những cái gì mình đã trải qua và những cái kinh nghiệm đó để chúng ta chia sẻ lại cho anh chị em nhà đầu tư phía sau còn có thể hùng đúng có thể hùng sai cái câu chuyện đó thì không ai dám chắc 100% cả nhưng cái tâm của hùng lê thì luôn luôn đúng đấy là phải chia sẻ rất chân thành như thế tất cả những cái gì hùng nói ra với các anh chị đó là từ cái 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 tâm từ cái tôi gọi là từ tất cả những cái gì đau thương của mình thì mình chia sẻ lại mình nói lại với anh chị em nhà đầu tư còn tất nhiên hùng đúng hùng sai có đúng có sai đấy là câu chuyện rất bình thường nhưng với một cái góc nhìn lạc quan của cá nhân hùng lê thì khi chúng ta có cái sự đầu tư khi chúng ta có sự học hành khi chúng ta có một cái sự sự quan tâm và một cái sự gọi là một cái sự sự hàng ngày chúng ta thường xuyên chúng ta nghĩ đến nó và chúng ta tư duy chúng ta tâm tư về nó thì nó sẽ tốt hơn và nó sẽ tích cực hơn bản tin tuần đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo